Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Bắt tréo hay bắt chéo? Thứ nhất, bắt tréo. Tréo là động từ. Chân hoặc tay ở tư thế cái nọ vắt lên cái kia. Bắt tréo là gác cái nọ lên cái kia theo hình chữ X. Thí dụ, hai tay bắt chéo trước ngực. Nằm bắt chéo hai chân. Nam Cao có một câu nói như sau. Bây giờ anh đang ngồi bắt chéo kheo, hất hàm lên, nghênh trời. Thứ hai, bắt chéo. Chéo là tính từ, thường được dùng sau động từ, thành hình một đường xiên. Thí dụ, cắt chéo tờ giấy. Chéo còn là động từ, thành hình những đường xiên cắt nhau. Thí dụ, đường đi lối lại chéo nhau như mắc cửi. Bắt chéo không có trong tiếng Việt. Như vậy, bắt tréo mới là từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ câu chuyện hay câu truyện. Mến chào tạm biệt các bạn.